Hôm nay em lại có mặt ở Phương Châu, và ngày hôm trước thì em đi vô đây khám để kiểm tra về cái đánh giá dự trữ sinh sản của em. Thì ngày hôm nay em sẽ kiểm tra về tầm soát ung thư cổ tử cung và sẽ tư vấn thêm về vấn đề chữ chứng như thế nào nữa nha. Mọi người cùng đi với em nha. Vô thì mình sẽ thấy tầng sảnh của Phương Châu, sau đó mọi người sẽ lên khoa hiếm muộn IVF, thì mình sẽ đi theo cái lối này để mà mình đi lên nha mọi người. Quang trời, vô đây Ngọc. Em đi vô đây bữa nay em tư vấn khám lại coi chữ chứng với chuyển phôi. Chỉ tầm soát ung thư cổ tử cung mà không có nhiều thời gian. Vậy lên đi anh. Nghề của anh, lên lên đây. Ai bé Phương Châu chào đón. Trời ơi, nay đi gặp lại bác sĩ chồng dữ chờ. Được. Ví dụ như là khoảng 2-3 năm nữa đi, em chưa muốn kết hôn mà em lại muốn có con đó, thì khi nào em mới bắt đầu chữ chứng được, hay là em phải chữ từ bây giờ và độ tuổi nào thích hợp ta? Chữ trứng là càng sớm càng tốt, bởi vì dưới 30 tuổi là chất lượng trứng nó sẽ tốt hơn, sau 30 tuổi là cái chất lượng trứng nó giảm. Nên nếu như dự kiến sau vài năm nữa mà nó bắt đầu có con thì thời điểm này chữ trứng là thích hợp nhất. Mà cái quy trình chữ trứng anh là nó như thế nào ta, chứ nó có bị đau không? Em sợ em nghe nó đau không? Có không ta? Chữ trứng bao gồm 3 bước. Thứ nhất là kiểm tra đánh giá coi cái số lượng trứng như thế nào. Thứ hai là tiêm thuốc để kích thích nguồn trứng, tại vì mỗi tháng em chỉ có một trứng lớn, trứng rụng thôi. Và nếu với một cái trứng đó mình làm không kịp, không đủ, do đó là gì, chúng ta sẽ cần khoảng từ 10 đến 12 cái trứng. Do đó là phải tiêm thuốc để kích thích nguồn trứng. Cái quá trình tiêm thuốc kích thích nguồn trứng này nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó giống như người ta tiêm insulin vậy đó, rất là nhẹ nhàng. Cái thứ ba là giai đoạn là hút trứng. Thì hút trứng thì mình sẽ hút trứng bằng hàm đạo, nên thứ nhất là nó không để lại sẹo. Cái thứ hai là cái thủ thuật nó giống như rút máu vậy đó, nên khi đó là nó sẽ không đau. Cái thứ ba là nó không gây tổn hại gì cho buồng trứng, và nó cũng không gây một cái biến chứng gì sau này. Và đó là một cái điều có lợi, bởi vì thay vì hàng tháng trứng nó rụng nó mất hết, thì bây giờ chúng ta sẽ gom nó lại cất để dành. Đây là một cái hình thức đảm bảo cho cái khả năng sinh sản trong tương lai. Nó cũng giống như chúng ta mua bảo hiểm cho sinh sản vậy thôi.